Bởi vì làm sao để không bị cay cú sau ly hôn? Tại vì đối với em đó là một cái điều mà em đau. Mà em đau có nghĩa là sao? Là cái triết lý sống của em đã không có chuẩn rồi. Tại sao phải đau? Ai làm mình đau? Rồi suy nghĩ thử đi, ai làm mình đau? Nếu mà bạn suy tới cuối cùng hết nha, tới cuối cùng hết luôn á, là cái người làm mình đau vẫn là mình. Tới cuối cùng hết luôn á, đặc biệt là về tình cảm á. Đặc biệt là về tình cảm, cái người làm đau vẫn là mình. Cho nên là em hỏi làm sao để không bị cay cú sau ly hôn. Em đừng cho em cay cú thôi. Em hãy hiểu hơn về trong cuộc sống đi. Em hãy hiểu hơn về vạn vật, hiểu hơn về cái quy luật trong cái vũ trụ này, hiểu hơn về cuộc sống tình cảm nó là gì, cái tương quan giữa hai người là gì, cái gọi là tình cảm đó nó là cái gì, nó từ đâu đến. Nếu như một người nào đó bỏ một người nào đó thì có phải là lỗi của người đó hay không? Anh giả sử bây giờ một cái logic đơn giản thôi, nhiều người hay nói là cái thằng con trai này nó quen nhỏ đó xong nó bỏ nhỏ đó, và vậy là cái thằng này nó hại nhỏ đó, chưa chắc. Bây giờ ngồi nghĩ lại thử coi, thằng đó bây giờ em không yêu cô đó, làm sao em sống được với cô đó? Ok, tụi em quen nhau, tìm hiểu nhau 6 tháng. Bây giờ em thấy là em không thể nào sống hôn nhân với cô này được, thì em thấy không sống được, thì em buông. Tại vì em cũng tìm hiểu cô kia, em thấy cô kia được, em sống với cô kia. Cái nào là đúng? Thấy không? Nếu mà bây giờ anh ta nói thôi bây giờ tôi chạy qua cô này thì vô lý. Tại vì cô kia mới là cái cô mà mình cảm giác mình muốn sống chung. Nhưng mà nếu mà không sống với cô này, bây giờ bỏ cô này, lấy chạy qua cái cô kia để mà sống tiếp với cô kia, thì bên đây nói mày làm vậy là mày sai, và mình cay cú, mình cảm giác bỏ rơi. Thực ra đâu phải, anh ta đâu bỏ rơi đâu. Ở trong cái quy luật nó có những cái thứ nó đan vào nhau, và nếu mình hiểu đúng cái bản chất mình sẽ thấy là không có gì cả, anh ta không phải là cái người của mình thôi. Lý do tại sao mổ vô có thể là do những cái hành xử gì đó nó không hợp, nó tạo ra cái cảm giác gọi là không hợp á. Cái hành xử của mình nó làm tuột cảm giác bên đây, nó làm tuột cảm giác bên kia, hay là ngay từ đầu không nên đến, tại vì một người đạo công giáo, một người đạo hồi, mà cả hai chắc chắn không bỏ đạo chẳng hạn. Nó có tình huống rồi đó, thực ra khá nhiều ngay từ đầu luôn. Anh Tuấn ơi, tại sao ảnh nhậu nhẹt bê tha, nói sao anh không về, anh không chịu về, anh không có chịu bỏ nhậu. Ủa, anh nhậu từ hồi nào? Anh nhậu lâu lắm rồi, còn thì em đã chấp nhận từ hồi xưa rồi. Bây giờ em cay, em đã đau đớn với cái điều đó, em không chịu điều đó, tại sao ngày xưa em đồng ý? Em không biết tại sao nữa. Bạn thấy không, nếu mà mình ngồi mà mình quy lại tất cả mọi thứ, bạn sẽ thấy nè, rốt cuộc cũng là tại mình thôi. Lý do là vì sao? Mình quyết định cuộc sống của mình. Các bạn không tin được điều này các bạn sẽ khổ. Những bạn nào mà tin là có duyên phận mà theo cái kiểu đó, tại vì mình có nghe những bạn dùng thuyết bên Phật, và các bạn đã nói cái chữ duyên phận nó không có nghĩa là nó được xếp trước, thì các bạn nói vậy. Ok, thì cái đó mình thấy hợp lý đó. Cái duyên nó chỉ nói là hai người gặp nhau, nó là cái duyên, và cái duyên không có nghĩa là sự sắp đặt trước. Cái duyên không có nghĩa sự sắp đặt trước, thì cái đó là mình nghe một số bạn nghiên cứu ở bên Phật pháp và các bạn nói, mình thấy cái đó đúng, cái chữ duyên đúng. Còn cái kiểu nghĩ mà là duyên phận là được sắp đặt trước, tức là không thể thay đổi, là các bạn sẽ mệt mỏi. Đó là cái cách nghĩ của những người mà người ta không tìm được cái câu trả lời tại sao, hay là người ta tìm cái cách nghĩ đó để cho người ta cảm giác là à nó dễ chịu trong lòng vậy thôi. Nhưng mà nếu thật sự chúng ta nghĩ là cái cuộc sống chúng ta đã được đặt trước thì chúng ta không cần thay đổi, chúng ta không cần cố gắng, tại vì cố gắng không thay đổi được, nhưng cái đó đã đặt trước rồi, có số mà. Thì đó là nếu chúng ta đi theo cái hướng đó thì chúng ta sẽ khổ. Nhưng nếu chúng ta nghĩ vậy nè, ok, lỗi ở chúng ta thì cũng có nghĩa là chúng ta vẫn có thể thay đổi được, và trên thực tế mình làm rất nhiều. Nếu mà nó không thay đổi được thì các bạn đã không tới đây rồi, và đã không có rất là nhiều những bạn phụ nữ đã viết rất nhiều ở trên, bây giờ nội cái phần công khai trong, các bạn đọc ở trên Facebook, trên YouTube các bạn cũng thấy đủ rồi. Tức là sự thay đổi là có thật, và rất là nhiều những cái chị lớn tuổi luôn, lớn tuổi luôn á, mà các chị còn phải thừa nhận là sự thay đổi đó là giúp các chị rất nhiều, đổi hẳn cả cái tư duy ngày xưa luôn. Tức là nghĩ là số phận mình là vậy vậy các bạn, các chị đó sau đi lớn lên sau này thừa nhận những cái điều đó thay đổi là đúng, là có thật, là quan trọng, là làm được nữa. Và như bạn thấy, nếu mà các bạn nhận được cái điều là lỗi ở do mình đó, thì lúc đó các bạn mới có một cái cơ sở để từ đó điều chỉnh được. Tại vì mình kiểm soát cuộc sống của mình, đấng tạo hóa tạo ra chúng ta tất cả mọi thứ để chúng ta kiểm soát, đấng tạo hóa cho chúng ta cái đầu, đấng tạo hóa cho chúng ta quyết định là đi bằng chân trái, đi bằng chân phải, đấng tạo hóa quyết không không có bắt chúng ta, đấng tạo hóa tạo ra những cái quy luật đặt chúng ta ở đó, cho chúng ta tất cả những cái điều kiện để quyết định tất cả mọi thứ. Chỉ cần nói một điều thôi, mày đừng có, mày phải nghe lời tao vậy thôi. Thì để cái này chút xíu về đạo công giáo, thì các bạn nào ở ngoài các bạn cũng không cần phải nghe,
Nhưng mà tao đã nói đừng ăn cái trái đó thôi, vậy được rồi, đừng có ăn cái cây táo đó, đừng có ăn vậy thôi, mình cũng ăn. Tuy nhiên chúng ta có được cái gọi là trí khôn, chúng ta được cho những cái kiến thức, chúng ta cho có một cái não mà các nhà khoa học nói ngày hôm nay chúng ta chưa hiểu được bao nhiêu về cái não cả. Cái não nó khủng khiếp tới cỡ đó đó, cái não nó khủng khiếp tới cỡ đó mà người ta đặt câu hỏi, ủa tại sao mà chúng ta sao chỉ xài được có 1% hay 5% hay 3% hay 10% của cái não vậy mà chúng ta chết sớm hay uổng vậy. Well, tại vì cái chúng ta được tạo ra không phải để chết sớm. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký và chuông để nhận thông báo khi có video mới. Chúng ta được tạo ra ngay từ ban đầu, đấng tạo hóa tạo ra không phải để chết sớm như vậy. Đó lý do tại sao chúng ta chưa xài hết cái công suất của cái não chúng ta. Quá nó còn nhiều thứ, nếu mà đi vào cái đó thì nó dài ra biết không. Tuy nhiên chúng ta được những cái điều kiện, cái quyền được cho phép. Bạn thấy rõ ràng các bạn có thể nuôi con chó, bạn có thể thích nuôi con mèo, bạn đặt tên nó là con Kiki, hay bạn muốn đặt tên nó là con Cucu, hay là muốn đặt tên nó là con cà rốt. Nhiều người đặt tên cà rốt, Google đặt tên tùm lum tà la, Yahoo, Google đó, muốn đặt tên gì đặt. Bạn có quyền, chúng ta được phép làm những điều đó. Bạn có quyền chọn quẹo phải, chọn trái hay quẹo phải. Bạn có thể bật vượt đèn đỏ hay là thắng ở đèn đỏ. Bạn có thể quyết định làm sai hay làm đúng. Tất cả đều do chúng ta, do đó chúng ta không thể đổ thừa được là những cái việc này là sắp đặt. Nếu cái việc này sắp đặt thì đâu có khái niệm mà trừng phạt, cũng không có khái niệm xứng đáng, không có niệm tưởng tượng, không có, đúng không? Nó sẽ vô lý. Ok, vậy đó, quay lại cái câu hỏi của em, làm sao đừng cay cú, nó là do mình nè. Nếu mà em thấy đời là nhẹ đó thì em sẽ thấy em không có gì để cay cú cả, nó thực sự là nó hết thôi chứ không có gì đó. Anh Tuấn ơi, anh ấy được người nhà anh giới thiệu về em, đòi kết bạn với em. Em không vội vàng kết bạn liền, chưa đồng ý kết bạn với anh. Người nhà anh liền nhắn tin cho em, cho hay người đó muốn tìm hiểu về em và kết bạn với em. Rồi em bấm biểu tượng 2. Anh ấm kết bạn với em bấm biểu tượng 2 làm gì? Rồi anh ấy nhắn tin muốn mời em đi uống cà phê, nhưng em chỉ trả lời bằng khuôn mặt cười. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, anh lại mời em rảnh công mời em đi uống cà phê. Em muốn cho ảnh thử thách nên trả lời em tiếc quá khi khác nghe. Em có hẹn với cháu đi xem phim rồi. Hành xử em đúng không anh Tuấn? Và anh Tuấn hướng dẫn nha, cái bước tiếp theo. Trời ơi, bước tiếp theo em đi học có chứ xong chỉ nổi. Em có thể bận, mà em có thể thực sự bận. Khi người đàn ông muốn tiếp cận em á, thì cái việc quan trọng nhất á, đối với em á, là sàng lọc ra coi người này có rung động với mình hay không. Anh lặp lại nha. Khi một người đàn ông tiếp cận mình, không có nghĩa anh này sẽ là chồng của mình. Tại vì trong đó nó có lý thông, nó có thạch sanh, mà trong đó nó có cái dạng pha pha ở giữa nữa. Lý sanh với thạch thông á, đám ở giữa, lý thông đầu này, thạch sanh đầu này, ở giữa là nguyên đám nó pha pha. Tức là sao? Lý thông là những người không có sự rung động, thạch sanh là những người rung động mạnh. Và cái việc của em nè, tất cả các lý thông lằng nhằng dây điện dục hết, chỉ giữ thạch sanh mà thôi. Và cái cách mà để em sàng lọc cái điều đó là em là một cô gái khó khó bị chinh phục. Đương nhiên đó chỉ là cái phần ở trong cái cảm giác em muốn anh ta cảm nhận, ở trong cái phần anh ta muốn chinh phục em thôi. Ngoài ra em vẫn là một cô gái có một cái cuộc sống thú vị và vui tươi với cuộc sống đó. Tức là đó là cái phần riêng của em, nhưng mà trong cái tương tác giữa em với anh ta là em không phải là một cô gái dễ bị chinh phục, dễ bị chiếm đoạt. Và em áp cái điều vừa rồi vào trong tất cả những hành xử. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em cứ nói nô với anh ta hoài, mà là em vẫn phải bật cái đèn xanh. Bật đèn xanh không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Bật đèn xanh chỉ có nghĩa là ok, đây là cái mối quan hệ mà em thấy cũng vui và em cũng thích là khi anh tìm hiểu em. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh bước qua bước mạnh nữa là được, không có. Nó sẽ có những cái mà, tại vì em có cái cuộc sống của em, nhớ nãy không, em có cuộc sống và cuộc sống của em là vui tươi. Và anh muốn bước vào trong cái cuộc sống đó thì anh phải từ 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 anh tự anh làm cho anh khớp vào cái cuộc sống đó. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ không dễ mà chinh phục, nó không phải là dễ mà chiếm đoạt. Mà chính vì cô gái vui tươi với cái cuộc sống đó, do đó anh ta tới không có nghĩa là cô ta sẽ ngồi chờ, rảnh quá ngồi chờ. Chính vì vậy cho nên là cái việc em từ chối nó không xuất phát từ cái việc là em cố tình em khó, mà nó xuất phát từ cái việc là em không cảm thấy là anh mời gấp như vậy là phù hợp với em không có cảm thấy trong lòng em chấp nhận điều đó.
Do đó là em có thể có lý do là em bận thật, cũng có thể là em cảm giác em không muốn đi thôi, nhưng mà em dùng cái lý do là em đi chơi với cháu như một lý do, nhưng mà trong lòng em thật sự em chưa muốn đi, là tại vì em không có cái cảm giác nó nhanh như vậy được, em hiểu không? Thì đó là cái cách em hành xử. B, cái phần giá trị hồi nãy anh vừa giảng vào, anh không thể nào chỉ em từng hành động được. Anh mời đi cà phê thì trả lời sao, mốt anh mời đi xem phim trả lời sao, anh mời đi ăn cơm trả lời sao, anh mời đi ăn phở trả lời sao, anh mời đi khách sạn trả lời sao, làm sao đủ tình huống trả lời cho em chứ. Còn bước tiếp theo là gì á, nó là 7 tiếng đồng hồ ở trong cái lớp đường đến trái tim tràng. Nếu em muốn thì em vào em học trong cái lớp đó, hay là em có thể để lại số điện thoại học cái lớp bên online cũng được, nhưng mà lớp anh khuyến khích là học lớp offline, thì em có thể học cái lớp online cũng được, lớp đường đến trái tim tràng, trong đó em sẽ biết là cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì, ok chứ giảng đây sao giảng nổi. Nhưng mà cơ bản là vậy, em sàng lọc ra lý thông, cất hoàng bên, bỏ vô trong cái thùng, đậy lại, đẩy đi chỗ khác, thạch xanh ở đây, ok sàng lọc ra. Thì quá trình mà thạch xanh chinh phục em thì em mới thể hiện mình là một cô gái có giá trị, và chính vì giá trị cho nên không dễ bị chiếm đoạt, không dễ bị chinh phục. Nhưng mà em cũng phải, chữ giá trị nó cũng bao gồm là em là một cô gái mà có cuộc sống thú vị. Cuộc sống thú vị không phải là cuộc sống màu mè đi chụp gym về chụp hình đăng Facebook giật giật cái mỏ chu chu cái mỏ chụp, cũng phải. Cuộc sống thú vị là cuộc sống mà em thấy vui với cuộc sống đó, và em có những cái hoạt động mà làm cho em vui với cuộc sống đó, mà người đàn ông người ta nhìn vào với cuộc sống đó, người ta cảm giác là ồ anh cũng thích là một phần của cái cuộc sống này mà có em, thì lúc đó người đàn ông người ta sẽ chạy theo, người ta theo đuổi em. Thì lúc đó là những cái bước kế tiếp là em tiếp tục giúp người đàn ông người ta xây những cái cảm giác yêu dựa trên những cái yếu tố như thứ nhất là tăng cái testosterone, thì anh ta phải chinh phục để cho tăng cái dopamine, thì em phải biết công nhận và phải biết cái mình phải làm cho những cái buổi hẹn hò, những cái tương tác của anh ta với em, anh ta nhìn thấy em, quan sát em sống, em chơi, em học hành như thế nào và tương tác với em, anh ta thấy vui. Và cái một trong những cái điểm vui là anh ta được công nhận khi anh ta đầu tư vào cái mối quan hệ đó, tức là những hành động anh ta đầu tư vào tiền bạc, công sức, thời gian, tình cảm vào thì được em đón nhận và công nhận, thì lúc đó anh ta có cái dopamine, nhìn thấy gặp em thì vui, gặp em thì làm đầu tư vào được em công nhận là thích đầu tư nữa, em lại công nhận lại đầu tư nữa, nó làm cho anh ta cảm giác vui, đó là cái dopamine. Và rồi anh ta có cái ham muốn về thể xác với em thì nó tăng cái vasopressin, ba cái hormone nó tăng lên, tới lúc anh ta fall in love, lúc đó hốt về ok.